Chào cả nhà, hôm nay mình lại quay thêm một món mới nữa cả nhà ơi. À đây, để mình quay xuống cho cả nhà xem nè. Cả nhà thấy ba quả chuối đen thui thùi lùi không? Hôm nay mình làm bánh cả nhà ơi, làm bánh chuối. Cả nhà thấy chuối mà đen thui thùi lùi vậy đừng có bỏ nha, làm bánh rất là ngon luôn á. Tại là lần trước mình có làm cho ông xã mình một cái rồi, mình làm rất là, ông xã mình nói cái này là làm bánh rất là ngon, cái mình thử công nhận ngon thật cả nhà ơi. À, thấy mà giống vậy á, bỏ vô tước vỏ ra để vô ngăn đá, lần sau mình làm bánh cũng rất là ngon chứ đừng có dục đi uổng lắm đó. Thì bây giờ mình sẽ làm ba quả chuối nè, một cục bơ cả nhà, một cục, cái hộp này là 4 cục mà mình dùng 1 cục thôi. Đó, cái mình bỏ cho microwave khoảng chừng 15 giây là nó ra cái cục bơ này, bơ mặn cả nhà ơi. Nếu mà dùng mà bơ lạc á, thì phải dùng muối, còn mình hồi dùng bơ mặn thì mình không dùng muối. Đó thì mình dùng 1 cục bơ, cái mình bỏ vô trong microwave, mình bỏ 15 second thôi cả nhà ơi, đừng có, xong rồi để cho nó nguội, nguội nhiệt độ phòng. Đó, nó tan chảy vậy là được, không có cần chừng 15 giây là được. Đó, rồi mình có 2 quả trứng nè. 2 quả trứng mình đập ra rồi, thì 2 quả trứng gà với lại một nửa cup là cái quả óc chó mình xay ra cả nhà ơi, nửa cup quả óc chó với lại 3/4 cup đường nâu, rồi cái là còn đây là 1 cup và 3/4 cup mà phải cái này là bột mì, xong rồi bỏ qua cái rây cả nhà cho nó mềm mịn cái bột ha. Đó rồi đây mình có 1 muỗng rưỡi cà phê bột quế, cinnamon bột quế, rồi 1 muỗng cà phê bột nở, 1 muỗng cà phê muối nở cả nhà ơi, cái này là muối nở nè, muối nở nè, baking soda nè là muối nở, còn này là bột nở nè, đó baking powder là bột nở, còn này là muối nở nè cả nhà, mỗi mỗi thứ là 1 muỗng cà phê. Đó, bây giờ mình đi làm nha. Trước tiên thì mình bỏ cái này, bỏ cái đậu cái quả óc chó cho trong cái này trước nè. Đó. Cái lại cái bột nở nè. Đó. Vô. Bỏ hết vô là cái mình lấy cái đồ này mình trộn lại cho nó đều bạn ơi. Là mình mua ở cửa hàng 1 đô này cả nhà nhớ không? Đợt mình đi đó. Rồi bây giờ qua bên đây cả nhà, mình sẽ lột vỏ chuối bỏ vô đây nha. Đó, cả nhà thấy bên trong không? Rất là ngon luôn. Nếu mà mình dùng mà bơ không có muối, bơ lạc á, thì phải bỏ nửa muỗng muối nha cả nhà. Còn này mình dùng bơ mà bơ mặn á, nên là mình không có bỏ muối vô. Mình sợ nó mặn, tại này là bánh này là bánh ngọt. Mình sẽ gỡ hết chuối ra nha. Mình gỡ hết chuối rồi mình dùng cả cái mashed potato là cái chuối, cái dòng khoai tây á, mình dành cho nó, đừng có nhuyễn quá cả nhà ơi, dành cho nó nát ra thôi. Mình đè cho nó nát ra thôi cả nhà ơi, đừng có nhuyễn quá bánh không ngon. Đè xuống rồi đè 2-3 cái cho nó nát ra, xong mới lấy cả cái muỗng mà ba xỉa này mình làm như vậy cho nó, còn không cần cái đó mình lấy cái muỗng này không cũng được, mình dầm cho nó những cái quả chuối như vậy. Đừng có bỏ vô máy xay cả nhà ơi, mình chỉ cần nó nát cái chuối thôi, cho để vô máy xay một cái là nó mịn dữ lắm, mịn cái chuối nó không ngon, là mình chỉ dành cho nó nát cái chuối ra như vậy thôi nè. Mình dùng 3 cái, mình còn 2 quả bên kia lát mình bỏ vô ngăn đá để bữa sau mình làm bánh tiếp. Rồi cái giờ mình bỏ đường vô nè, vô thì phải dùng cái này,
cho nó tan đường cả nhà. Nhà quậy cho nó tan đường chút xíu ha. Rồi cái bỏ trứng vô. Đánh trứng cho nó tan ra đều cái quả trứng vô trong cái này ha. Nãy mình lấy một cái tô bự hơn mới đúng. Cái này tô này hơi nhỏ rồi. Cả nhà nhớ lấy cái tô bự hơn quậy cho nó dễ nha. Mình mua cái này nè, cái này nó mềm, nó không có cái đồ sắt á, mình làm nó không có kêu ồn ào ha. Mình thích cái này nha, có một đô cho mấy rẻ ghê á, biết không đợt mình mua nhiều nhiều á. Cái mình bỏ bơ vô cả nhà ơi, bỏ bột bơ tan chảy vô. Bỏ cái bột quế vô, bỏ thêm một muỗng vani, vanilla là vani, cho nó thơm cả nhà ơi. Một muỗng cà phê. Thơm quá. Đó, trộn tất cả nguyên liệu rồi. Rồi bắt đầu mình đổ. Đổ vô đây cả nhà. Lấy một cái này nè, đó, trộn đều lên. Đơn giản không cả nhà, nhanh nữa, chỉ cần bỏ tất cả nguyên liệu ra xong rồi trộn lại vậy thôi à. Xong rồi đem đi nướng với nhiệt độ 350 Fahrenheit, xong cái mình nướng trong vòng 60 phút tới 70 phút để xem, là tùy theo cái lò nướng của mỗi người. Mình sẽ coi cái lò của mình nướng trong bao lâu nha, mình sẽ nói cho cả nhà nha. Có lò thì nướng chừng 1 tiếng đồng hồ thôi, có lò thì nướng hơn 1 tiếng. Nên là tùy theo lò của cả nhà xem là. Bây giờ mình trộn cho nó đều giống như vậy ha. Lấy một cái miếng này nè. Đó, xịt. Lấy cả cái đồ này hoặc là lấy dầu ăn mình chét đều hết cả cái miếng này ha. Hoặc mình không có cái này thì lấy dầu ăn chét vô ha. Rồi cái ở dưới lót một cái miếng giấy nến à. Xong bây giờ mình đổ cái hỗn hợp mình đã trộn vô nha. Bên đây nè. Bên đây chưa được. Wow, thơm quá cả nhà ơi. Thơm thiệt là thơm luôn. Thổ nhẹ cho nó. Rồi. Giờ bỏ vô trong lò nướng, từ 60 phút tới 70 phút hen cả nhà. Cái nhiệt độ 350 Fahrenheit nha. Mình nướng được 60 phút rồi cả nhà ơi. À, 1 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ mình muốn thử là cái lò mình nướng 1 tiếng là chín chưa. Mình lấy một cái que tăm nè cả nhà ơi. Mình sọt vô ở giữa. Cái mình lấy lên xem nó có dính nữa không. Ý, vậy là nó không dính cả nhà ơi. Không có dính là có nghĩa là bánh mình chín rồi. Vậy là 1 tiếng đồng hồ cả nhà ơi. À, mình nướng 1 tiếng đồng hồ, 60 phút.
nhà thấy là cái bánh của mình, nè, đó 1 tiếng đồng hồ đó, đẹp không cả nhà? Bánh xong rồi đó, giờ cắt ra, ăn thử nha. Bên trong như nào ha? Còn nóng hổi luôn cả nhà ơi. Bánh thơm, thơm thiệt là thơm luôn á, thơm lừng luôn á. Bên trong nó vậy nè cả nhà ơi, đó, nhà thấy không? Kêu nhóc ra ăn thử. Cả nhà, mời cả nhà ăn với mình nha. Mà cái mùi chuối, mà gọi là cái hương vani chuối vậy đó cả nhà. Với lại cái mùi bột quế nữa hòa quyện lại. Quá thơm, ăn nóng quá cả nhà. Không có ngọt quá, vừa phải. Người ta nấu á, người ta phải bỏ 2 cup đường luôn cả nhà ơi. Trời ơi sao ngọt dữ vậy, nên là mình cắt bớt lại 1 cup thôi. À 1/3 phần 4, à đâu, họ 1 cup rưỡi, 1 cup rưỡi đường. Người ta nếu mà cả nhà thích ăn ngọt thì bỏ 1 cup rưỡi đường nha, còn mình bỏ chỉ 3/4 cup đường thôi, tại vì mình thấy ngọt quá, mình không thích ăn ngọt nên mình bỏ như vậy đó. Mà mình thấy là độ giới mình nha, là độ ngọt vừa phải. Thơm với mùi chuối ngon. Chiếc cà xin để bẻ cho nó một miếng nè. Quả nếp. Cái chị ta cầm bánh ăn kìa. Nam. Nam. Mày đang quay phim. Cưng không? Thấy chị ta ăn hả? Gặm cái miệng thấy cưng quá. Ăn 3 miếng ngán luôn cả nhà. Có 3/4. Có 3/4 cup đường thôi mà nó ngọt. Lần sau á, lần sau mà mình không thích ăn ngọt mà mình giảm bớt đường tiếp. Ngon. Ăn hết 3 miếng rồi, còn dưới đây, lát nữa về ruộng cả ăn. Bye cả nhà, hẹn cả nhà các video sau nữa nha, bye bye.